Hi, xin chào tất cả các bạn. Hôm nay mình xin giới thiệu với tất cả các bạn một cái chuyên mục tiếp theo, đó gọi là cái định lý VS. Định lý VS. Rồi, mình nói về phần lý thuyết thì mình sẽ không nói dài dòng nữa. Mình sẽ đi thẳng vào một cái vấn đề. Để sử dụng định lý VS này được thì các bạn phải nhớ chỉ áp dụng cho các phương trình bậc 2 nha. Phương trình bậc 2 một ẩn thôi nha. Tại vì các bạn đang học ở chương trình lớp 9 thì mình không nói nhiều vào vấn đề khác. X bậc A, x bình cộng BX cộng C bằng 0 với điều kiện A phải khác 0 để trở thành phương trình bậc 2 nha các bạn. Rồi, thì để sử dụng được định lý VS thì các phương trình bậc 2 này phải có hai người phân biệt. Để nói nôm na là delta của mình bằng B bình trừ 4 lần AC lớn hơn 0. Còn các bạn biết nguyên nhân tại sao delta của mình phải lớn hơn 0 thì để phương trình có hai người phân biệt thì các bạn nên họ tìm cái công thức tìm nghiệm của phương trình bậc 2 nha các bạn. Rồi, mình giả sử là x1 x2 là hai nghiệm của cái phương trình bậc hai nghiệm của cái phương trình bậc 2 này. Đó. Vậy thì mình sẽ có một cái công thức x1 cộng x2 sẽ bằng là trừ b chia a, và x1 nhân x2 sẽ bằng là c chia a. Rồi, tổng thì ký hiệu bằng chữ s, còn tích thì ký hiệu bằng chữ b. Rồi, nói nôm na định lý VS là gì? Định lý VS là dựa vào cái phương trình bậc 2. Nếu các bạn có hai nghiệm phân biệt thì các bạn sẽ có được tính được cái giá trị tổng và cái giá trị tích của hai nghiệm đó. Đó gọi là định lý VS. Rồi, mình sẽ nói vào một cái vấn đề chính của cái định lý VS này được dùng để làm gì. Cái định lý VS này được dùng khi mà một cái đề toán người ta cho biết là tổng hai nghiệm của các phương trình đó bằng bao nhiêu, và hiệu và tích chứ tích hai nghiệm của nó bằng bao nhiêu, thì các bạn sẽ giải được bài toán này dựa vào tính chất hay còn gọi là định lý Euclid để giải những cái bài toán liên quan về tổng và tích nha các bạn. Còn vấn đề ở chỗ là mình giải như thế nào thì các bạn có, nếu mà các bạn có thắc mắc trong cái vấn đề sử dụng cái định lý VS này một cách là chưa rõ ràng hay chưa thuyết phục thì các bạn có thể hỏi mình nha. Nói nôm na một cái vấn đề ở chỗ để làm toán tốt thì các bạn phải hiểu được là cái định lý này được dùng ở vị trí nào, được dùng ở trường hợp nào, được dùng ở những bài nào, thì các bạn sẽ làm được mọi bài tập mà các bạn chỉ cần vận động bộ não của mình một cách ít thôi, không cần nhiều. Vậy nha các bạn. Rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn. Mong các bạn theo dõi kênh của mình nha. Bye bye, xin chào, happy new year.